Ngày 24 tháng 2, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác y tế năm 2023. Dự tại điểm cầu tỉnh Sơn La có đồng chí Lê Hồng Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh. Bên cạnh việc đánh giá những kết quả đạt được, báo cáo tại hội nghị cũng nêu rõ những tồn tại hạn chế cần khắc phục của ngành y tế như tình trạng nghỉ việc, chuyển công tác của nhân viên y tế công lập, thiếu thuốc, vật tư, thiết bị y tế vẫn còn. Năng lực của hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng còn hạn chế. Chất lượng công tác quản trị, điều hành và phục vụ người bệnh tại một số cơ sở y tế còn chưa bảo đảm yêu cầu đặt ra. Trên cơ sở đó, năm 2023, ngành y tế quyết tâm tiếp tục phát triển hệ thống y tế công bằng, chất lượng, hiệu quả, bền vững, tập trung kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh mới phát sinh, tăng cường y tế cơ sở, y tế dự phòng, nâng cao năng lực điều trị ở tất cả các tuyến. Ngành phấn đấu tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 93,2%, số bác sĩ trên 10.000 dân đạt 12 bác sĩ, số giường bệnh trên 10.000 dân đạt 32 giường bệnh, tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ y tế đạt trên 80%. Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo các bộ ngành, đơn vị và các địa phương tham luận nhiều vấn đề nhằm thực hiện hiệu quả công tác y tế năm 2023, như nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân, nhất là của hệ thống y tế cơ sở, công tác hoàn thiện thể chế, tăng cường năng lực trong công tác mua sắm, đấu thầu, xã hội hóa trong lĩnh vực y tế, công tác cán bộ và chính sách đãi ngộ đối với nhân viên ngành y tế, công tác phối hợp, việc ứng dụng công nghệ, tích hợp, kết nối dữ liệu. Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương, đánh giá cao tinh thần và những đóng góp to lớn của đội ngũ y bác sĩ, cán bộ y tế và những kết quả mà ngành y tế đã đạt được trong năm 2022. Đồng thời chỉ rõ một số vấn đề đặt ra mà ngành y tế, các ngành liên quan và các địa phương cần phối hợp khắc phục. Về nhiệm vụ giải pháp trọng tâm thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu ngành y tế tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đủ phẩm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, xây dựng hoàn thiện thể chế, chính sách để ngành phát triển nhanh, bền vững, tiếp tục kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác, không để dịch chồng dịch. Triển khai đánh giá kết quả thực hiện việc tự chủ, tự chịu trách nhiệm của các đơn vị sự nghiệp y tế công lập. Bên cạnh đó, ngành y tế phải triển khai hiệu quả chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Nhân kỷ niệm 68 năm Ngày Thầy Thuốc Việt Nam, Thủ tướng gửi lời tri ân, chúc mừng tốt đẹp nhất đến toàn thể y bác sĩ, cán bộ, công chức viên chức, công nhân viên ngành y tế trong cả nước, đồng thời đề nghị các ban bộ ngành, đoàn thể, hiệp hội, doanh nghiệp trong và ngoài nước, các tổ chức quốc tế và nhân dân tiếp tục đồng hành, quan tâm, tạo điều kiện, chia sẻ, ủng hộ ngành y tế, góp phần đưa ngành y tế phát triển nhanh, bền vững, thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm vụ chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khỏe nhân dân.